Xin kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ninh rất hân hạnh khi được đồng hành và gửi tới quý vị khán giả những thông tin đáng chú ý vừa diễn ra. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Các chính sách kích thích trong thời kỳ đại dịch đang dần kết thúc, chi phí vốn tăng, lãi suất đi lên khiến số đơn xin bảo hộ phá sản ở Mỹ được dự đoán sẽ tiếp tục tăng trong năm nay. Bài viết của tạp chí Thị trường, cụ thể số đơn xin bảo hộ phá sản tại Mỹ đã tăng 18% trong năm 2023 do lãi suất tăng, các tiêu chuẩn cho vay khắt khe hơn và những hỗ trợ trong thời kỳ đại dịch đang dần kết thúc. Theo công ty cung cấp dữ liệu Epic AACER, tổng số đơn xin bảo hộ phá sản, bao gồm cả phá sản cá nhân và doanh nghiệp, đã tăng từ mức 378.390 đơn trong năm 2022 lên 445.186 đơn vào năm ngoái. Hơn nữa, số đơn xin bảo hộ phá sản doanh nghiệp theo chương 11 luật phá sản Mỹ đã tăng 72%, từ 3.819 vụ vào năm 2022 lên 6.569 vụ. Xét trong tháng 12 năm 2023, tổng số đơn xin bảo hộ phá sản giảm từ 37.860 đơn của tháng 11 xuống 34.447 đơn, nhưng vẫn tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Michael Hunter, Phó Chủ tịch Epic AACER nói, đúng như dự đoán, chúng tôi đã chứng kiến đà tăng đáng kể của số hồ sơ nộp xin bảo hộ phá sản mới vào năm 2023 so với năm 2022. Ông cũng cho biết, số đơn xin bảo hộ phá sản được dự đoán sẽ tiếp tục tăng lên trong năm 2024. Khi các chính sách kích thích trong thời kỳ đại dịch dần kết thúc, chi phí vốn tăng, lãi suất đi lên, tỷ lệ nợ quá hạn tăng và nợ hộ gia đình đang ở gần mức cao lịch sử. Theo số liệu từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, chi nhánh New York, nợ hộ gia đình đã ở mức cao kỷ lục 17.300 tỷ đô la Mỹ tính đến cuối quý 3. Dữ liệu cũng cho thấy tỷ lệ nợ quá hạn đang tăng nhưng vẫn thấp hơn mức ngay trước đại dịch. Các điều kiện tài chính đối với doanh nghiệp và hộ gia đình đã thắt chặt nhiều trong 2 năm qua do chính sách nâng lãi suất mạnh mẽ của Fed để kiềm chế lạm phát. Ví dụ như, lãi suất các khoản vay thế chấp trong nửa cuối năm ngoái đã tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2001. Ngoài ra, chi phí đi vay đã giảm xuống và các điều kiện tài chính cũng nới lỏng hơn trong quý 3 năm 2023 sau khi Fed phát đi tín hiệu sắp kết thúc chu kỳ tăng lãi suất. Nhiều quan chức Fed cũng dự đoán rằng Ngân hàng Trung ương sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay. Thị trường tài chính của Trung Quốc đang trải qua một cuộc khủng hoảng mới khi tập đoàn quản lý tài sản khổng lồ Zhongzi Enterprise Group hôm ngày 5 tháng 1 nộp đơn xin phá sản vì không thể trả được các khoản nợ. Thông tin này khiến giới đầu tư và người tiêu dùng tại Trung Quốc thêm lo lắng. Tòa án ở Bắc Kinh cho biết hôm ngày 5 tháng 1 họ đã xem xét và ra phán quyết chấp nhận đơn xin phá sản của Zhongzi. Trước đó, Zhongzi đã tuyên bố vỡ nợ với khoản nợ ước lên tới gần 66 tỷ đô la Mỹ. Nhiều ý kiến lo lắng Trung Quốc gục ngã khi tập đoàn tài chính lớn nhất phá sản. Trước đó, hôm ngày 27 tháng 11, cảnh sát Bắc Kinh đã mở cuộc điều tra hình sự một số lãnh đạo Zhongzi. Tập đoàn này quản lý khối tài sản lên tới hơn 140 tỷ đô la Mỹ và đã rót vốn cho rất nhiều nhà phát triển địa ốc. Cuộc khủng hoảng bất động sản tại Trung Quốc đã nhấn chìm doanh nghiệp này. Theo Bloomberg, các nhà đầu tư Trung Quốc có thể mất hàng chục tỷ đô la Mỹ vì Zhongzi. Sau thông tin về tình trạng mất khả năng thanh toán nghiêm trọng và sự thiếu hụt hàng chục tỷ đô la Mỹ trong bảng cân đối kế toán của Zhongzi được công bố. Cũng theo Bloomberg, một lượng tiền lớn của các nhà đầu tư giàu có Trung Quốc đã rót vào Zhongzi thông qua các sản phẩm có lãi suất cao, nhưng họ có thể chỉ lấy lại được một phần nhỏ. Zhongzi hiện ở trong tình trạng thanh khoản cạn kiệt. Số tiền thu hồi được từ việc thanh lý tài sản của tập đoàn này dự kiến sẽ ở mức thấp. Zhongzi được biết đến là một ngân hàng ngầm Shadow Banking tại Trung Quốc, huy động vốn của các hộ gia đình để cho vay hoặc đầu tư vào bất động sản, cổ phiếu, trái phiếu và hàng hóa. Mặc dù thị trường bất động sản Trung Quốc vài năm gần đây chìm trong khó khăn, nhưng Zhongzi và các công ty liên quan vẫn đổ một lượng tiền lớn cho các nhà phát triển địa ốc, cũng như thu tài sản từ các công ty, trong đó có China Evergrande, một tập đoàn bất động sản của Trung Quốc đã tuyên bố phá sản. Cú sốc Zhongzi là tín hiệu cho thấy cuộc khủng hoảng bất động sản kéo dài tại Trung Quốc có thể đang lan sang hệ thống tài chính của nước này như là một Lehman Brothers của Trung Quốc. Trước đó, hồi giữa tháng 10, nhà phát triển bất động sản Trung Quốc Country Garden đã không thể thanh toán tiền lãi trái phiếu bằng đồng đô la Mỹ sau khi giai đoạn ân hạn 30 ngày kết thúc vào ngày 17 tháng 10. Country Garden chính thức được coi là vỡ nợ trên thị trường quốc tế. Sự kiện này tiếp tục cho thấy cuộc khủng hoảng nợ bất động sản lan rộng hơn, làm rung chuyển nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Trước đó, giới đầu tư đã chứng kiến vụ vỡ nợ của Evergrande trong năm 2021. Ảnh hưởng của Country Garden còn mạnh hơn Evergrande vì số dự án lớn gấp nhiều lần. Còn bom nợ Evergrande vẫn bên bờ vực thẳm. CEO và CFO của tập đoàn này mới đây bị bắt.
và ông lớn bất động sản một thời của Trung Quốc tiếp tục thông báo không thể thanh toán trái phiếu tới hạn. Evergrande được xem là hãng bất động sản nợ lớn bậc nhất thế giới. Trong động thái mới nhất, Bắc Kinh đã có tín hiệu đảo chiều chính sách với kế hoạch mạnh tay giải cứu thị trường bất động sản. Theo Reuters, Trung Quốc đã đưa Country Garden vào danh sách dự thảo gồm 50 nhà phát triển bất động sản đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính. Các nhà phát triển đang gặp khó khăn khác như Sino-Ocean Group và CIFI Holding cũng có tên trong dự thảo danh sách trắng. Khi tình hình trở nên rối ren hơn, chính phủ Trung Quốc có những ứng phó quyết liệt. Theo dự thảo, chính phủ Trung Quốc sẽ tập trung hỗ trợ dòng tiền đối với các nhà phát triển bất động sản, cụ thể như xem xét về việc cung cấp các khoản nợ ngắn hạn không cần tài sản bảo đảm, tài trợ vốn lưu động. Nỗ lực ứng phó với khủng hoảng bất động sản lan rộng của Trung Quốc được xem là quyết liệt. Các ngân hàng đang được yêu cầu đáp ứng nhu cầu vốn lên đến hàng trăm tỷ đô la Mỹ để ổn định ngành bất động sản và đảm bảo hoàn tất các dự án còn dang dở. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn đang đối mặt với những tín hiệu tăng trưởng chậm lại. Theo Financial Times, quá trình tăng trưởng vượt bậc kéo dài hàng thập kỷ của nền kinh tế Trung Quốc rất khó tiếp diễn. Các động lực tăng trưởng của nước này, trong đó có hoạt động đầu tư vào cơ sở hạ tầng và đô thị trên khắp cả nước, ngày càng gặp nhiều thách thức. Quốc gia này đã qua thời kỳ xây dựng hàng chục nghìn km đường cao tốc, hàng trăm sân bay và mạng lưới đường sắt cao tốc lớn nhất thế giới. Thị trường bất động sản Trung Quốc rơi vào tình trạng dư thừa với hàng trăm triệu căn hộ bị bỏ trống. Hiệu quả vốn đầu tư ở Trung Quốc ngày càng thấp. Trên FT, Chủ tịch Rockefeller International Ruchi Sharma cho rằng tỷ trọng của kinh tế Trung Quốc trong GDP toàn cầu đang nhỏ dần kể từ năm 2022 do các biện pháp phong tỏa chặt chẽ khi thực hiện chính sách Zero Covid. Tỷ trọng này sẽ tiếp tục giảm trong năm 2023, dự kiến còn 17%, từ mức 18,4% trên năm 2021 do khủng hoảng bất động sản ngăn cản kinh tế hồi phục. Điều này có thể tiếp tục xảy ra trong năm 2024, khi Ngân hàng Thế giới WB dự báo tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc sẽ xuống còn 4,4% so với mức 4,8% trước đó. Thị trường bất động sản Trung Quốc được xem là rất khó tăng trưởng mạnh trở lại trong bối cảnh sức cầu yếu. Những người có tài chính hoặc và có khả năng vay đã vay nợ để mua nhà. Trong khi dân số Trung Quốc già đi nhanh chóng, giới trẻ Trung Quốc có những suy nghĩ khác với thế hệ đi trước, sẵn sàng thuê nhà thay vì vay tiền mua nhà và dành cả đời để trả nợ. Theo Capital Economics, với mức suy giảm tăng trưởng kinh tế như vừa qua, Trung Quốc rất khó vượt Mỹ để trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới trong thập kỷ tới. Sự suy giảm tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đã được bù đắp bởi Mỹ và các quốc gia mới nổi khác như Ấn Độ, Indonesia, Mexico, Brazil. Dù vậy, đó là câu chuyện của tương lai. Trước mắt, cuộc khủng hoảng bất động sản và tài chính đang kéo kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại. Điểm đáng chú ý của kinh tế thế giới năm 2024. Câu chuyện của Zhongzi Enterprise được xem là hồi chuông cảnh báo đối với thị trường tài chính ngân hàng Trung Quốc. Sự suy giảm tăng trưởng của nền kinh tế 1,4 tỷ dân sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới kinh tế thế giới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng chúng tôi ở tất cả các khung sóng trong ngày. Và đừng quên nhấn chuông theo dõi các bản tin trên kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Xin kính chào và hẹn gặp lại.